Rồi hạng mục của ngày hôm nay nữa thì mình thứ sáu thì mình sẽ lên nồi 6 lò xo. Thứ sáu đúng rồi, thứ sáu thì lên phải lên nồi 6 lò xo đúng rồi, cho chiếc xe quay A này 110 đầu vào vuông nè. Thì xe này là mình đã làm được thằng lằn tăng cam nè, rồi cam độ nè, rồi nồi 6 lò xo nè, rồi sổ trái 52 nè. Thì anh em nào mà có nhu cầu mình sổ trái 52 mình bao anh em không rốc ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì làm thôi. Bây giờ thì cái nồi 6 lò xo thì càng ngày mình càng cải tiến thêm, càng ngày là nó có một cái là nói chung là một cái sự rút kinh nghiệm, cho nên là mình gắn là bảo đảm là vô số là nó một là bằng, hai là nhẹ hơn hoặc là nặng hơn của rin một chút thôi, một chút 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 của 4 lò xo rin thôi, mà độ bắc thì nó phải bắc hơn rồi ha. Thì tại mình đi lò xo neo nên nó rất là dẻo, nó rất là mịn, cho nên là nó không có vô số, nó không có nặng nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chạy về để mình làm cái xe này. Rồi xe này là mình nhận lên trái 52 luôn nha anh em. Rồi trái 52, trái của nó là 50 á, thì mình nhận lên trái 52 thì mình có cái khả năng như đó thì mình làm không rốc và nó bảo đảm được cái sự vận hành của xe. Rồi bây giờ là mình sẽ về làm thôi. Em này không biết ở tỉnh hay gì nữa mà đây 62 Long An thôi. Rồi hay mình về mình làm xe này nha anh em. Rồi có trong quá trình mình làm thì mình quay lại cho anh em coi thôi nha. Thời gian hội ý thì cách là lên nồi 6 lò xo em. Lên nồi 6 lò xo với lại đi cây cam độ luôn. Rồi. Ô ve luôn. Từ cái dòng đời này là làm như là nó hết cái lò, hết cái chó cam mà nó không xài chó cam nữa nha anh em. Nó xài sang mèo cam. Nó bị mỡ gà. Này là lâu ngày quá nè, bô này lâu ngày quá nó chết ốc cổ bô rồi, mở ra có thể gãy, cho nên là làm theo kiểu là mô tô xe cồ luôn nha. Là lấy lốc ra rồi là né được bô rồi, lấy lốc ra thôi. Rồi xe này là thay cút cam với bà đạn cam luôn. Quay ARSX Black rồi là chung một loại á nha nè. Black hay bình lắc? Black. Black gì á? Rồi nha, rồi xe này là thay thằng lằn tăng cam á, mình là chạy bốn mấy ngàn rồi nè. Từ 7 ngàn mà giờ chạy là bốn mấy ngàn rồi. Xe này thay thằng lằn tăng cam ở sửa xe Hồng Ngôn. Xe thằng lằn quay hay quá, thấy nụ vẽ không không ra hả, nhả ốc đầu ra diêm nó vậy á, diêm là nhả vừa vừa ra mấy vòng rồi, giả chừng nào lấy ra được thôi nha. Xe này là nó bó dễ hư bà đạn cam lắm nha. Rồi chắc lấy ra được rồi đó, chút nhớ ship vô thôi là được rồi. Nhả cái ấy ra, nhả cái ốc 10 dưới ra là xong rồi nói nha. Chưa xong, chưa xong đâu bạn. Ủa sao anh không để mà mở ra trước ta đi làm rồi à, biết đâu quên rồi, thôi lỡ rồi chút nó căng cho ba, xong rồi nó lấy đồ căng lên cho đẩy xuống là nó bực ra. Ok, quay nó đẩy xuống dưới nữa không nổi hả? Không. Lấy nhông ra luôn chút nữa quay cái ba càng à canh. Lấy nhông ra mày. Quay vô lên xuống không? Không không. Cũng phải ra. Lấy mẹ nhông ra đi. Chút mới trừ lương làm lâu. Tháo nhông nè, trừ lương. Rồi bỏ xuống đi. Rồi. Ok ha. Rồi, rồi đây anh. Rồi, giờ thay cam độ vô thôi chứ nói sao giờ. Rồi xong rồi, để nó căng dây ra. Rồi, xe đời này là hết cút hết chó cam rồi nha anh em. Bây giờ là mình sẽ ra bộ nồi này, mình sẽ vớt chuông đồ lại, mình tích nồi 6 lò xo vô là xong.
là chuồng heo để nha, chuồng heo là cái khất khất là giờ để bố chung với cái nhông hú nè. Làm rồi là mình bao hú luôn nha. Nếu mà hú thì mình không đền, còn không hú thì thôi. Bao hú chứ phải bao không hú nha. Bao hú. Ừ, sầu riêng bao ăn. Bao hú rồi bao hết sẽ hú. Rồi nha. Đèn xi nhan là chiếc lá nha. Dân đâu phải môn dân chích nó bít luôn, đừng mở mở chứ. Dinh mà. Không luôn cái trái luôn. Nè trả súng rồi má. Nhớ gì? Nhớ gì em biết rồi đó. Đó là nãy giờ chưa nghĩa đó. Nãy vừa lên cái ông lên xong cái vừa xuống ông đi ra đó. Hôm nay biết mày tiếp 16 luôn rồi. 18 này chứ. À đi đi bây. Rồi, vậy ha. Bây giờ mình sẽ vô cái cam độ này nha. Thì đây là cái cam độ nè, mình sẽ vô hai cái bài đạn cam mới luôn. Là nếu mà tiền công với lại tiền vô cam độ này cho dòng đầu bò vuông này thì quay đầu bò vuông này thì là 600.000 nha, 650. Còn nếu mà anh em không thay bài đạn cam thì xào thì mặc anh em nha. Cái đó mình anh em thấy thì nó thay thì nó tốt hơn thôi. Thì 450, còn thay là 650 thì thôi. Ở đây nè, ở đây thì chuông còn tốt quá cho nên là mình không có đi bào chuông, vớt chuông để thay dán bố khác nha. Mình giữ chuông luôn là điều thứ nhất. Thứ hai là mình sẽ thay cái đế nồi này thôi, mình giữ lại cái chuồng heo cạnh này ha. Rồi ok, đây là cái đế nồi 6 lò xo của mình nha. Thì đây là 6 lò xo của Future Nail Zin, cặp đế chợ phíp lại. Rồi một cái bạc đạn ép nồi 16003. Rồi một cái cục chuyển nữa. Cho anh em thấy à. Mình báo anh em vô số mà bằng zin hoặc là nhẹ hơn zin hoặc là nặng hơn zin một chút đó. Nói chung là cái khả năng nó nhẹ hơn zin rất là nhiều mà rất là nhẹ chân, dễ chịu và vẫn bốc. Đó, đó là nội dung của cái này. Còn gắn vô đồ là như zin nha. Quay lên đi. Hồi thời gian nỗ lực là đã đưa gạt gô đồ qua rồi, đưa cốt cam độ vô rồi đó anh em ơi. Rồi cho đỡ cuốn sinh cam đồ thì mình gắn cái thằng cam thì vô trước, nhông cam vô trước, sau đó mình mới làm nồi. Đây là gắn thằng lằn ở mình nha, gắn cũng là chạy mấy chục ngàn rồi đó, từ 7.000 giờ tới 4.000 rồi đó. Được rồi anh cùng quay cho. Bây giờ mình sẽ vô bộ nồi nha. Vô số chưa? Vô chưa có bẻ nhông. Sao lại bẻ được? Giúp ta. Đừng có cho vô xét quá, xét bẻ không được. Rồi ok. Rồi vậy là mình vô nồi 6 lò xo rồi nha. Rồi nãy cái nắp đỏ của cái bạc đạn ra luôn nha. Rồi gắn chuông rồi trước đi. Rồi. Rồi như vậy là nồi 6 lò xo đã vô. Rồi tùy từng bước canh chỉnh thì nó sẽ đẹp hơn nha. Nó, rồi chút nữa xiết lại ba ngóc lò xo luôn. Để quên. Rồi sau khi xong thì nó được như thế này nha anh em. Thì đây là nồi của mình là neo. Đó, nắp nồi neo cho nên là mình có cái cục chuyển đây nữa. Rồi lúc đó là mình đã canh đồ hết rồi. Từ cái khoảng cách này mình đã canh rồi, độ cắt camera rồi. Cho nên là anh em có hỏi mua cái đế thì mình sẽ bán cho anh em. Một là cái đế không có bố có sắt, rồi 6 cái lò xo, cái nắp này với lại bạc đạn với lại cục chuyển, thấy không? Còn không á thì có bố có sắt luôn là 800.000 nếu mà anh em mua về.
Rồi còn mà nếu mà gắn ở mình nữa thì hết cái nồi này full 1,2-1,3 rồi đó. Còn nếu mà trừ vớt chuông ra thì bớt đi vậy thôi. Rồi thì mua về thì anh em cũng chịu trách nhiệm phần nào, mình cũng tư vấn qua Zalo rồi thôi chứ biết nói làm sao giờ. Chứ mình gắn thì chắc cú hơn thì mình canh chỉnh được ha. Rồi nha anh em, mình up lốc nồi vô nha. Rồi cam thì gắn rồi đó, chạy được hay không mới quan trọng. Rồi thì cái bộ nồi này là mình đã làm bữa trái 52 cho RSDFI cũng rất là ok. Nồi này là viết cam, độ này là RSDFI, nói chung là quay nào mà đầu bò vuông là xài chung, trừ cái loại mà cái cốt cam mà có cái thớt cam đóng mà hai lỗ con ốc 5 ly thì thua. Còn mà ốc mà 8 ly này là vô hết, một lỗ cam một lỗ là nồi này hết nha. Rồi gắn được nồi này rồi, sau khi mà ập lốc nồi vô là hợp lại hết nha. Thì bây giờ là mình sẽ gắn ba con chéo gốc để mình chỉnh cắt camera đồ ngọt ngào không, chị vô số có nhẹ hay không nha. Rồi quay A nha, nồi 6 lò xo. Rồi thời gian thay cốt cam cho dòng xe này, nếu mà không vớt chuông thì khoảng 1 tiếng đồng hồ là thay được nồi 6 lò xo vô cho anh em. Rồi canh chỉnh rồi luôn thì cho 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Còn nếu mà vớt chuông thì lâu nha anh em, thì vớt chuông được cũng khoảng 2-3 tiếng. Rồi nói cho để anh em biết ha, để anh em sắp xếp thời gian nếu mà làm dòng xe này. Rồi cam rồi vô hết rồi đó, giờ để nổ máy rồi thử. Amiga thì cắt rồi đó, để đạp Amiga nào quay bánh thôi. Nè đạp nè, nó thả nè, sao nè, quay rồi ha. Mo ra đi, quay cho mo. Rồi ok ha. Rồi sau khi gắn cam độ vô thì ga nó lên là nó thoát lên rõ ràng nha anh em, là thứ nhất. Thứ hai là để mình chạy coi nồi như thế nào nha, gắn cản luôn đi. Rồi chỉnh chút nữa mình sẽ chỉnh gió, chỉnh đồ lại cho nó ok ha. Rồi xong rồi. Sau khi mà chạy thì quá ok. Thì nếu mà anh em mà gắn cái nồi độ này của mình vô số là bao nhẹ, hơi nặng hơn zin một chút, nhưng mà cái lò xo này mịn nè, lò xo này mịn là thứ nhất đó. Với lại là nếu mà anh em mà số 1 mà anh em nào biết chạy mà không dở đầu, mình thua gì, nếu mà thua cái nồi cũ mình thua gì cũng thua hết nha. Đó rồi, rất là ngọt ngào, bao chạy luôn anh em, rất là đã. Rất là lẹ nha anh em, cái này cần anh em móc bô nhẹ nó là chạy bị đỡ nha. Rồi cam là 650, rồi lò xo rồi thì tính sao, 1,3 triệu thì trừ vớt chuông ra thôi, chắc còn 1,1 triệu đó nha. Vớt nhau là tính riêng nha, chạy rất là đỡ nha anh em. Rồi dòng xe này là mình làm cái thằng lằn tăng cam này, là em này chạy là có mấy chục ngàn rồi nè, thằng lằn tăng cam với lại cam bầu, chạy rất là nhẹ xe nha. Rồi mình kết thúc video này ở đây nha. Anh em nào mà muốn làm dòng xe này thì cái thời gian làm là bao lâu rồi đó. Rồi nếu mà anh em làm mà vớt chuông lên thì cho là 3 tiếng đồng hồ đi, nếu mà xe đông thì 1 buổi lấy nha. Đó. Đáng lẽ là mình kết thúc video rồi nha, nhưng mà đợi khách chạy thử, mình chạy thì ok rồi đó, số thì cũng ok, nhưng mà để khách chạy qua ngõ 3 chạy thử rồi về cho kết quả nữa rồi mình sẽ kết thúc ha. Thì ý kiến của khách là đúng nhất, cái cảm nhận của khách là đúng nhất, cho nên là mình đợi khách về để cho kết quả. Quên chỗ hả? Rồi cảm giác thì sao? Xe chạy bốc hơn zin. Bốc hơn zin phải không? Rồi ga thoát hơn không? Dạ, ga mượt hơn. Rồi nồi sao? Em cảm nhận cái nồi này sao?
nồi đi nó bóp hơn nhiều. Vô số có nặng không? Vô số thì một. Rồi. Không có nặng hơn gym biết này chứ hơi nặng hơn gym đâu đúng không? Đúng rồi, hơi nặng chứ rồi. Rồi, ok. Rồi. Rồi, cảm nhận của anh khách vậy là ok rồi. Cảm ơn anh em coi nha.